Trong lúc lớp đang nghịch ngợm thì tôi có hỏi một bạn đi chụp cho người thân ở trong lớp hôm nay. Lô em, cho anh quay review cái máy em đang dùng một tí được không? Máy của em đang dùng là máy Sony ZV-E10. ZV-E10, ủa mỏng thế. Mỏng nhưng mà nó được chụp được nhiều thứ phết đấy. Ok. Mình cũng có một cái clip trên tay con máy này rồi. Nhưng mà hôm nay thì mới mục sở thị nhiều hơn về cái vấn đề chụp ảnh của nó. Review ảnh một tí nhá. Đấy, bạn ấy chụp cho người thân thôi. Hình vừa nãy em có bảo với anh là em hay chụp landscape nhiều hơn đúng không? Vâng. Ok. À, có combo gì? Anh thấy mới là body ở đây thôi. À, có những cái lens gì trong đây? Có lens pick. Ok. À, từng con một đi. Đi cùng với máy. Ok. Ôi giời. Con này là huyền thoại luôn. Hồi đầu mình cũng dùng con này. Hơi bất ngờ tại vì cái góc 16 của nó rộng rồi. Xong rồi nhỏ gọn dã man. Tiện mà. Rồi em có lens gì nữa? 18-105. Con này cũng đa dụng, mới tinh. Mình cũng có một con này nhưng mà đương nhiên thì nó không thể nào mới được như con của bạn ấy đang dùng. Lên vừa mới mua luôn này. Vừa mới mua luôn. Đúng rồi, mua được chắc tưởng vài tháng rồi. Vừa. Bây giờ mình sẽ hỏi bạn ấy là bạn hậu kỳ như thế nào. Em dùng điện thoại hậu kỳ hay là em dùng máy tính cá nhân để hậu kỳ? Em dùng điện thoại chủ yếu. À, thì vào Facebook bạn ấy xem ảnh. Mình thấy rất là bất ngờ luôn đấy, xài đây là sự kiện này, sự kiện trường đi. Ok, đẹp thế. Mình thường là em import vào điện thoại sau đó thì edit trực tiếp lên trên đây luôn hả? Cái này em không edit ảnh gốc luôn. Cái này là JPEG, em quên mất chưa chuyển thành RAW. Rồi xem một số ảnh cảnh đi. Rồi đây là bạn chụp cận hơn một chút, côn trùng các kiểu cũng rất là gọn gàng sạch sẽ đấy. Cảnh đi, xem cảnh đi, xem cảnh cái phát hiện ngay. Cái này là em chụp bằng điện thoại, show các bạn xem. Long sơ. Ôi đẹp quá. Rất là chăm săn hoàng hôn các kiểu. Mây. Đấy. Phải show mọi người thấy Hạ Long của chúng tớ đẹp như thế nào. Ok anh em. Đây này, buổi sáng mình thấy bạn ấy gắn cái này này. Cute hay là vào hỏi bạn ấy. Rất là cute luôn. Ok, cả một combo nó sẽ như thế này. Em dùng được bao lâu rồi? Thấy em dùng cái combo với cái len này thì dùng được chắc tầm khoảng vài tuần thôi. Mà em thấy là combo đấy nó chụp cũng được, nó bắt nét cũng được. Nhưng mà chắc là chủ yếu là do cái ảnh đẹp không thì chủ yếu là phải do kinh nghiệm của em. Ok, chúc em có nhiều cái ảnh đẹp hơn với combo này. Anh thấy là combo này quá là tuyệt vời, được khởi đầu luôn. Vâng, em cảm ơn anh. Ok, thank you nhá. Vâng.